Xin chào bạn, mình đang có trên tay một chiếc bao da khá là độc đáo về thiết kế dành cho chiếc iPhone X. Đây là một sản phẩm chính hãng đến từ UAG dành cho iPhone X hay iPhone 10. Đây là dòng Metropolis. Đặc biệt hơn thì đây là một chiếc bao da có khả năng chống sốc, chống rơi, chống va đập theo tiêu chuẩn quân đội của Mỹ. Sản phẩm được thiết kế tại California và được sản xuất tại Trung Quốc. Bề mặt da có cái thiết kế cùng với công nghệ vật liệu độc quyền của UAG với 3 màu: màu xanh, màu đen và màu đỏ. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp để giới thiệu bạn chi tiết bằng chiếc bao da UAG Metropolis màu xanh được chưa? Không chỉ là bảo vệ để chống xước, ở đây có một chiếc bao da chống sốc và chống rơi nữa. Cảm giác đầu tiên là nó rất nhẹ, khác hẳn với ngoại hình khá là gồ ghề và hầm hố này. Có lẽ nhờ cái công nghệ vật liệu độc quyền của UAG đã tạo nên cái điều này. Bề mặt trước trông khá là gồ ghề với những cái đường gân da lồi lên và những cái đường chỉ may xung quanh giúp bao da bền bỉ hơn trong cái quá trình mình sử dụng. Mặt trước và mặt sau thì cố định bằng cái quai cài nam châm như thế này để giúp giữ cái mặt của cái bao da không bị rơi ra khi mình để trong túi hay là trong ví hay trong cốp xe chẳng hạn. Cố định máy là một cái khung được làm từ nhựa dẻo. Chính cái khung này sẽ giúp bảo vệ chống sốc cho chiếc điện thoại của bạn. Và bên trong thì được kết cấu ở dạng tổ ong siêu nhẹ và có thể thoát nhiệt để mình sử dụng máy trong thời gian dài đỡ bị nóng. Bên trái chúng ta có một cái ngăn ví nhỏ để mình có thể đựng một cái thẻ ATM và đồng đó. Giờ mình sẽ lắp lên chiếc iPhone X này. Khi lắp rất là dễ dàng, các góc bằng cao su này sẽ ôm giữ ổ máy để bạn có thể tháo lắp nhiều lần mà không lo chảy xước. Đây, cảm giác cầm trên tay nó rất là bám tay, nó không bị trơn và nó rất là nhẹ, không như cái ngoại hình bề ngoài của nó. Đấy, khả năng chống sốc đạt tiêu chuẩn quân đội của Mỹ, bảo vệ tốt hơn nhiều so với một mẫu bao da thông thường ở trên thị trường, chủ yếu để chống xước. Mẫu bao da này còn chống rơi, rất là tuyệt hảo. Các phím bấm thì mình có thể sử dụng bấm ngay từ bên ngoài được, rất là tiện lợi. Ở phía bên trong, thiết kế khá là đơn giản, không có gì nó rườm rà cả. Bây giờ mình sẽ mở cho bạn xem cái bản màu đen. Đây là cái vật liệu độc quyền của UAG, không có hãng nào có cái vật liệu như thế này. Nó tạo một cái bao da rất là nhẹ để mình có thể sử dụng hàng ngày mà không bị cồng kềnh, vướng víu hay là quá bị nặng nề. Đấy, bảo vệ tốt cho camera, chống bám vân tay, chống bám mồ hôi và chống bám bẩn, cực kỳ tốt. Và như vậy mình đã giới thiệu xong bạn chiếc bao da UAG Metropolis dành cho iPhone X. Sản phẩm này có mã tại Lê Sang là 2469. Để đặt mua các bạn có thể kích vào cái nút đặt hàng ngay ở giữa video này hoặc gọi điện đến số hotline 024-66-708-708 để đặt hàng. Các bạn cũng có thể truy cập website lesang.vn để mua cái sản phẩm này. Xin cảm ơn các bạn.